Tòa nhà giảng dạy. Giáo học lầu. Giáo học lầu. Tòa nhà ký túc xá. Xu sở lầu. Tòa nhà số 5, nguyên văn là số 5 tòa nhà. Vũ hào lầu. Vũ hào lầu. Tòa nhà số 5 đông, ở đây có nghĩa là tòa nhà số 5 phía đông. Tung ủ hào lầu. Tung ủ hào lầu. Tòa nhà số 5 tây. Xi ủ hào lầu. Xi ủ hào lầu. Tòa nhà số 5 bắc. Bấy ủ hào lầu. Bấy ủ hào lầu. Tòa nhà số 6. Liêu hào lầu. Liêu hào lầu. Tòa nhà số 1. Yi hào lầu. Yi hào lầu. Ở tòa nhà số 5 đông. Zài tung wǔ hào lầu. Zài tung wǔ hào lầu. Ở tòa nhà số 7 đông. Zài tung qī hào lầu. Zài tung qī hào lầu. Ở tòa nhà số 12 đông. Zài tung 12 hào lầu. Zài tung 12 hào lầu. Bây giờ hãy nghe từ phòng. Phòng jiān. Âm Hán Việt là phòng gian. Phòng jiān. Phòng. Phòng. Jiān. Jiān. Phòng jiān. Hãy nói lại phòng. Phòng jiān. Phòng của tôi. 我的房间. 我的房间. Phòng của bạn. 你的房间. 你的房间. Số phòng. Phòng jiān hào. Phòng jiān hào. Số phòng của bạn là bao nhiêu? Nǐ de fǎng jiān hào shì duō shǎo? Nǐ de fǎng jiān hào shì duō shǎo? Chāng fǎng. Fǎng jiān lǐ. Fǎng jiān lǐ. Anh ấy ở trong phòng. Tha zài fǎng jiān lǐ. Tha zài fǎng jiān lǐ. Người ở trong phòng. Fǎng jiān lǐ de rén. Fǎng jiān lǐ de rén. Người trong phòng là ai? Phòng jiān lǐ de rén shì shéi? Phòng jiān lǐ de rén shì shéi? Hãy nói lại, số 502.
502号 502号